Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn combo cái trục sau đầy đủ phụ kiện để các bạn là chế xe 4 bánh hoặc 3 bánh. Trục này gọi là trục go-kart bởi vì là nó không có vi sai và nó dẫn động bánh hai bên các bạn nhé. Thì có mỗi dòng nó có cái ưu điểm riêng của nó, thì đối với cái dòng không vi sai ấy, thì đi đường cát, đi đường cỏ, đường lầy lội ấy. Cái ưu điểm của cái trục mà không có vi sai ấy, khi các bạn đi vào đường lầy, đường cát và đường có cỏ ấy, thì nó bám tải rất là tốt. Thì tùy theo cái điều kiện sử dụng các anh em chế xe có thể lựa chọn loại này. Ở đây thì với cái bộ này thì mình sử dụng tổng phanh lớn nhé, không phải là tổng phanh như các bạn hay mua của những cái nơi khác thì là tổng phanh bé. Đấy, cái tổng phanh rất là to, các bạn có thể dùng cho bánh trước nữa cũng được. Đấy, thì đây là mình loại lắp loại to cho các bạn nhé, chứ không phải loại nhỏ nữa nhé. Đấy, các bạn lưu ý cái tổng này là tổng to này, này. Rất là to này, này. Đấy. Và ở đây thì trục thì bên mình cung cấp các cái loại trục 60, 80 và 1m. Đấy. Giá thì nó không chênh nhau bao nhiêu. Dây dầu ở đây là mình trang bị dây dầu 1m6. Thì tùy khách hàng nhé, khách hàng lấy dây dầu nào thì báo em để em tính tiền nhé. Loại 1m cũng có, loại 1m6, loại 2m, loại 3m rưỡi cũng có. Đấy. Mặt bích để bắt bánh ấy, thì nó có loại 3 ốc, 4 ốc. 4 ốc thì nó có 3 loại. Một loại là chéo 10 vuông 7 và một loại chéo 11 vuông 8 và một loại nhỏ nhỏ nữa, thì cái đấy ít dùng nên bên mình không có đưa vào đây, nhưng bên mình cũng có nhá, nó là chéo khoảng 7 78 hoặc 88 gì đấy. Thì bạn nào có cái bánh đấy thì bên mình đều có. Thì mọi giá thành sản phẩm thì các bạn vui lòng comment ở phía bên dưới hoặc là hỏi qua Zalo 0983818955, có thể nhắn tin cho mình khi không gọi điện được. Cảm ơn các bạn đã xem video.